Sau hơn 2 năm ngừng tìm hiểu, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ khá thân thiết khiến nhiều người bất ngờ. Trong một buổi trò chuyện trực tuyến vào tối 30 tháng 10 năm 2018, nam ca sĩ Nu Phước Thịnh bất ngờ thừa nhận anh và Hoa hậu Mai Phương Thúy từng có thời gian hẹn hò. Theo Nu Phước Thịnh, hai người giờ đây là bạn bè, vẫn giữ tình cảm quý mến nhau. Đây là lần đầu tiên Nu lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm, dù trước đó anh vướng tin đồn giới tính. Về phía Mai Phương Thúy, cô giữ im lặng sau phát ngôn của người bạn, trước đó, khi cả hai dấy lên tin đồn yêu nhau, hai người đều phủ nhận. Hoa hậu Việt Nam 2006 và giọng ca Cosi Love You thân thiết với nhau trong nhiều năm như một đôi bạn tri kỷ. Trong cộng đồng fan từng râm ran thông tin cả hai đã hẹn hò nhau nhưng giấu kín, sau phát ngôn của Nu, nhiều fan tỏ ra tiếc nuối cho cặp đôi đẹp khi giờ đây họ chỉ là bạn bè. Sau 2 năm với phát ngôn gây chú ý, mới đây khán giả lại đổ dồn sự chú ý khi nam ca sĩ và hoa hậu nóng bỏng bất ngờ hội ngộ trong một chuyến du lịch mừng sinh nhật của Gil Lê, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng showbiz Việt như Khả Ngân, Đông Nhi, ông Cao Thắng. Sau hơn 2 năm kết thúc mối quan hệ, đây là lần hiếm hoi Nu Phước Thịnh và Mai Phương Thúy xuất hiện cạnh nhau một cách gần gũi như vậy. Trên trang cá nhân của Mai Phương Thúy, cô cũng đăng ảnh đang ở trong resort cùng Nu và thậm chí còn trìu mến gọi nam ca sĩ là anh ấy. Cụ thể, người đẹp sở hữu vòng một gần 100cm chia sẻ bức ảnh tự chụp cùng lời trách yêu rằng anh ấy phàn nàn về đôi tất. Một thông tin đơn giản nhưng cho thấy hai người đang ở bên nhau thật ngọt ngào. Chưa hết nàng đã thả thính thì chàng phải đáp thính, Nu Phước Thịnh đã đăng tải lại trạng thái em mãi là hoa hậu của tôi. Trước lần hội ngộ này, Nu Phước Thịnh từng nhiều lần công khai thả thính Mai Phương Thúy, khiến dân mạng cùng bạn bè không ngớt đẩy thuyền, mong cặp đôi tái hợp và tiến xa hơn. Thậm chí khi trả lời phỏng vấn, Mai Phương Thúy được hỏi, nếu Nu Phước Thịnh yêu chị thêm một lần nữa, chị sẽ làm gì khi nhận được lời tỏ tình? Không chần chừ, Hoa hậu đáp, để cho độc giả dễ tưởng tượng thì tôi sẽ nói đến trường hợp tôi nhận lời. Nếu Nu Phước Thịnh và tôi yêu nhau, tôi sẽ bảo, anh ơi lấy luôn đi, xong rồi mình đẻ luôn đi. Anh đẹp trai thế này thì con mình chắc chắn sẽ đẹp, đẻ xong anh cứ đi hát đi, đi cả năm cũng được. Em ở nhà nuôi con, rồi mình không yêu nhau cũng được, làm bạn thôi, mình cùng nhau nuôi nấng một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Mọi người có thấy bộ phim đấy hay không, anh Nu nghe thấy câu này đừng có trách em nhé, chỉ là trí tưởng tượng thôi cười. Còn thực tế, tôi nghĩ tôi và Nu Phước Thịnh sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời, về việc hai người vẫn chăm chỉ thả thính nhau dù không còn yêu đương, Mai Phương Thúy giải thích tôi thấy ai đẹp trai mà có trong friend list thì tôi cũng vào khen thôi mà, mọi người đừng quá chú ý riêng một người. Tôi biết là người đấy đẹp trai rồi, đẹp trai nhất thiên hạ rồi, nhưng cũng đừng chú ý riêng một người đấy. Tôi còn khen nhiều người khác mà, với cả người ta cũng đi ra ngoài thả thính nhiều cô lắm thế nên anh không là duy nhất mà em cũng không là duy nhất cười. Trước lời tuyên bố của Nu rằng không để ai ngắm em đâu, Mai Phương Thúy cũng không hề lay động, xong rồi ngay hôm qua anh ấy bảo với cô bạn nào đấy là đêm nay anh là của em hay em là của anh gì đấy. Thế nên đàn ông nói chỉ là đàn ông nói thôi các bạn, chúng ta cứ sướng giây phút đó thôi. Nói về khả năng tiến xa hơn trong tương lai với Nu, Mai Phương Thúy khá cởi mở, chúng tôi là bạn tốt lâu năm có thể sẽ thành người thân, nhưng người thân thì đâu có yêu nhau được. Tôi nghĩ trong tương lai tôi với cậu ấy sẽ thành anh em, hoặc là chị em cũng được vì cậu ấy sinh sau tôi 4 tháng.
Nhưng thôi gọi là anh đi vì đẹp trai như vậy nỡ nào gọi là em, nguồn, http://2.// dân Việt. VN, Mai Phương Thuy Di Dù Ly Cho Căng Cai San Voa Ban Trai Cô Trừ 5.020.209.711.381.530, H. Nguồn, http://dânviet.vn/.mai/.nối/.pseudon/.nối/.pseudon/.nosi/.nối/.oi/.nosi/.kasan/.voi/.nối/.bian/.tiai/.cu/.nam/.0202/.0971/.1530. HTML